X51 Story mến chào quý thính giả. Bình tiền Hàn Tín đánh Ắt thắng, tấn công Ắt giành được, là đại tướng quân của Lưu Bang, công thần khai quốc của triều Hán. Bản sự lớn như thế, Hàn Tín học được của ai? Tư liệu lịch sử không nói đến vấn đề này, nhưng thực tế Hàn Tín là có sư phụ. Vậy sư phụ của Hàn Tín là ai? Sau đây quý thính giả hãy cùng X51 Story tìm hiểu về vị cao nhân này nhé. Hàn Tín là người nước Sở, chào đời vào thời kỳ Tần Vương Doanh Chính sắp thống nhất Trung Quốc. Hàn Tín lên 6 tuổi thì cha từ trận, gia cảnh vô cùng nghèo, và không có ruộng đất, mẫu thân làm công việc lặt vặt cho người ta, và rất khó có được bữa no. Bà đành để con trai đến các nhà trong làng xin cơm ăn. Sau này, Hàn Tín đến ăn nhờ ở nhà đình trưởng, được ăn đầy đủ hơn chút, nên cậu bé thường xuyên đến đó. Ăn được mấy tháng thì vợ đình trưởng không cho ăn nữa. Sử sách có ghi chép, cậu bé Hàn Tín không muốn bị người ta khinh miệt, nên từ đó không đến nhà đình trưởng nữa. Khi đó cậu mới 7 tuổi. Sau đó, cậu bé Hàn Tín đi hái rau dại và hay nấu ăn, khi nào đói quá thì đi xin cơm. Vào những năm tháng chiến tranh loạn lạc thời đó, trừ nước Tần ra, còn lại hầu hết đều nghèo khổ. Cậu bé Hàn Tín không chỉ xin ăn cũng rất khó khăn mà hái rau dại cũng khó nhọc, vì cũng bị người ta hái hầu như gần hết rồi. Thế nên cậu thường đến tận khi trời sắp tối mới đem được ít rau dại trở về nhà. Mẹ cậu luôn nói là bà đã ăn rồi. Bà đem chút thức ăn kiếm được đó nấu cháo rau dại cho con trai, còn bà chỉ uống chút nước rau. Sau này Hàn Tín phát hiện ra bí mật của mẫu thân, cậu cũng đã lớn lên chút rồi, nên đi ra ngoài giúp việc người ta, và nhân cơ hội xin chút đồ ăn đem về cùng ăn với mẫu thân. Tuổi thơ của Hàn Tín trôi qua trong sự thê thảm như thế đó. Bởi vì cậu nghèo nhất, lại không có cha, nên lũ trẻ ức hiếp cậu, không chơi với cậu. Câu chuyện Hàn Tín câu cá, xin cơm của bà Phiếu Mẫu, người phụ nữ làm nghề giặt giũ, thì như thế nào? Có người hỏi, câu chuyện Hàn Tín câu cá, xin cơm bà Phiếu Mẫu liệu có thật không? Về đại thể, việc này là có thật. Khi đó Hàn Tín 10 tuổi, rất ít đứa trẻ biết câu cá, bởi vì câu cá là việc cần sự nhẫn nại, nhưng đứa trẻ thường không nhẫn được. Đôi khi câu chơi một chút thì còn được, chứ chưa ai nghe nói đến có đứa trẻ nào ngày ngày câu cá, liên tục trong hơn một tháng trời. Nếu đứa trẻ mà câu được nhiều cá thì sao người lớn không đi câu? Nhàn nhã mà lại duy trì được cuộc sống thì ai còn phải vất vả làm lụng trên cánh đồng nữa. Cậu bé Hàn Tín ra bờ sông nhìn thấy có cá, bèn kiếm một cây gậy gỗ, một đầu mài nhọn để đâm cá. Việc này không phải người bình thường có thể làm được. Hàn Tín bẩm sinh có căn cơ học võ nghệ, nhanh tay nhanh mắt, có lúc cậu đâm được mấy con cá nhỏ. Tuy nhiên, ven sông không có nhiều cá, còn ở giữa sông thì cậu không dám lội xuống. Thời kỳ đó không có người nào sống bằng nghề câu cá. Một hôm, bà Phiếu Mẫu đang giặt y phục cho người ta ở ven sông, trông thấy cậu bé này đói quá rồi, cứ nhìn chằm chằm vào nắm cơm bà mang theo, bà liền đưa nắm cơm cho cậu ăn. Sử sách cũng có ghi chép về việc này. Cứ như thế, Hàn Tín ăn liền mấy chục ngày no nê. Cậu nói, cháu nhất định sẽ báo đáp bà. Bà Phiếu Mẫu không mưu cầu được báo đáp. Sau này Hàn Tín làm Sở Vương, báo đáp tạ ơn bà Phiếu Mẫu 1000 lượng vàng. Đây chính là điển cố, bát cơm ngàn vàng, nhất phạn thiên kim là từ Hàn Tín lưu lại. Tuy nhiên, phục báo sau này của bà Phiếu Mẫu không chỉ dừng lại ở đây. Quay trở lại câu chuyện cậu bé Hàn Tín, khi đó cậu 12 tuổi, một ngày nọ, cậu có vận khí đặc biệt tốt, ra bờ sông đâm được mấy con cá khá to. Cậu vui mừng hớn hở chạy lên phố để bán hoặc đổi lấy đồ ăn, lòng thầm nghĩ, hôm nay hai mẹ con mình sẽ được ăn một bữa cơm no nê rồi. Thế nhưng, khi cậu đến phố, vừa bày hàng ra thì có mấy tên lưu manh đến, chúng bắt cậu bé Hàn Tín phải nộp tiền. Hàn Tín làm gì có xu nào, không có được tiền, chúng liền cướp cá. Cậu bé Hàn Tín dốc sức bảo vệ, không cho chúng cướp, liền bị chúng đánh cho một trận, nhưng Hàn Tín vẫn không chịu đưa cá cho chúng. Cậu nghĩ, các người không cho ta bán cá thì ta sẽ đem về cho mẫu thân ăn, không thể cho các người được. Hàn Tín bị đánh thương tích đầy mình, chỉ còn thở thoi thóp. Nhóm lưu manh liền cướp cá đem đi, bỏ mặc cậu bé Hàn Tín trong tình trạng tính mệnh nguy kịch nằm đó. Thời cổ đại cũng đen tối như thế sao? Thời kỳ Xuân Thu, Khổng Tử đã cảm thán là thời lễ băng nhạc hoại, sang đến thời kỳ Chiến Quốc thì đạo đức xã hội càng tụt dốc nhanh hơn nữa. Đến cuối thời Chiến Quốc, 6 nước đều rất nghèo khổ và hủ bại, chỉ nước Tần là thịnh trị, so với 6 nước thì người Tần hạnh phúc hơn nhiều, cơ bản được an cư lạc nghiệp. Khi đó, người dân nước Tần ai dám đánh nhau thì đó là phạm pháp, nếu đánh bị thương người khác thì sẽ bị trị tội, nặng thì bị tịch thu nhà cửa, tài sản và bị bán làm nô lệ. Nước Sở thời Hàn Tín sống là thời kỳ đại loạn, Hạng Yên đã chiến bại Từ Trận, nước Sở bị diệt vong. Đại quân nước Tần đang bình định vùng Giang Nam của nước Sở. Thế nên, về cơ bản khi đó là thời loạn lạc, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, người dân nghèo khổ, kiếm miếng ăn cũng không kiếm nổi. Hàn Tín bị đánh thương tích khắp người, nằm thoi thóp, tính mệnh nguy kịch. May thay một bà lão lạ mặt xuất hiện, đây chính là cứu tinh của Hàn Tín, và cũng là người góp một phần cho những chiến thắng oanh liệt của đại tướng quân Hàn Tín sau này. Bà lão này cõng cậu bé Hàn Tín về nhà. Mẹ Hàn Tín trông thấy thì sợ lắm, tại sao con tôi lại bị đánh ra nông nỗi này? Làm gì có tiền mua thuốc đây, bị thương thế này thì còn có thể sống được không? Mẹ Hàn Tín khi đó nước mắt như mưa. Bà lão nói, cô đừng khóc nữa, ta biết loại thảo dược. Cô theo ta đi kiếm một ít thảo dược về chữa vết thương cho đứa bé. Mẹ Hàn Tín nghe nói có thể kiếm được loại thuốc cứu mạng con trai, liền theo bà lão đi hái một loại cỏ đem về. Truyền thuyết cỏ Hàn Tín chính là như thế. Kể rằng Hàn Tín bán cá bị đánh đòn hiểm ác. Bà lão hàng xóm hái một loại cỏ sắc lấy nước cho Hàn Tín uống. Chỉ vài ngày sau, Hàn Tín đã bình phục. Sau này Hàn Tín làm đại tướng quân, đã dùng loại thảo dược này để chữa trị vết thương có các binh sĩ, và có hiệu quả kỳ diệu. Các binh sĩ hỏi loại cỏ này tên là gì? Hàn Tín cũng không biết. Có người nói, vậy hãy gọi nó là cỏ đại tướng quân đi. Mọi người nói, là đại tướng quân nào? Có quá nhiều đại tướng quân, người đời sau sẽ không biết là ai. Gọi là cỏ Hàn Tín đi, như thế thì ai cũng đều nhớ đến và cảm ơn đại tướng quân của chúng ta. Từ đó trở đi, loại cỏ này được gọi là cỏ Hàn Tín, tức cỏ Scutellaria indica, ngày nay vẫn còn dùng để chữa trị những vết thương do ngã hoặc bị đánh. Về cơ bản, truyền thuyết này là chân thực. Trong lịch sử có rất nhiều những câu chuyện chân thực như thế này không được viết vào sử sách, chỉ lưu truyền ở dân gian qua các thời đại. Nhưng loại cỏ đó lần đầu tiên dùng trị ngoại thương là bà lão đó, người đã bảo mẹ Hàn Tín về loại thảo dược này, chứ không phải là bà lão hàng xóm. Mọi người có thể nghĩ, đây là lần đầu tiên sử dụng cỏ Hàn Tín chữa vết thương, vậy nghĩa là trước kia chưa từng sử dụng. Làm sao bà lão lại biết loại cỏ này có thể trị chữa ngoại thương? Bà lão thần bí rốt cuộc là ai? Trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện thần kỳ. Bà lão kia không phải là thầy thuốc, và nhà Hàn Tín cũng không có tiền mời thầy thuốc. Nếu bà lão kia là do tổ tiên truyền bài thuốc, thế thì loại cỏ này nhất định đã từng dùng chữa trị cho người khác trước đó rồi, chứ không phải chờ đến lúc cứu Hàn Tín mới lần đầu tiên sử dụng. Như thế thì đã được lưu truyền rộng rãi trong dân gian và đã có tên rồi. Hơn nữa, sau khi bà lão cáo biệt, mẹ con Hàn Tín từ đó cũng không bao giờ gặp lại bà lão nữa, cũng không có người nào tìm thấy bà, dường như đã biến mất khỏi nhân gian. Việc này có chút giống như lão ăn mày đã truyền thụ tâm kinh cho Huyền Trang. Sau khi lão ăn mày rời đi, thì không ai thấy tông ảnh của ông ở chốn nhân gian nữa. Câu chuyện lão ăn mày như sau. Trong sách Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện, có câu chuyện chân thực về nguồn gốc tâm kinh trong Phật giáo. Những năm đầu thời nhà Đường, trước khi đi Ấn Độ thỉnh kinh, Huyền Trang tu tập Phật Pháp ở Thành Đô. Một ngày ông thấy một ông lão ăn mày lưu lạc trên đường phố, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, người đầy mụn nhọt, vô cùng bẩn thỉu, mùi hôi tanh tưởi. Huyền Trang bỗng sinh lòng từ bi, không quản dơ bẩn, đưa ông lão ăn mày về trong chùa, lấy bạc của mình ra đưa cho ông ăn mày. Số bạc này đủ để ông lão ăn mặc đơn giản trong một thời gian. Ông lão ăn mày rất cảm động, để báo đáp, ông bèn đem tâm kinh của Quan Âm Bồ Tát truyền thụ lại cho Huyền Trang. Khi Huyền Trang tiện ông lão cũng không phát hiện ra ông lão ăn mày bệnh tật bẩn thỉu đó có gì khác biệt với người bình thường, nhưng không ai gặp lại ông lão ở chốn nhân gian nữa. Khi Huyền Trang đi thỉnh kinh, trên đường đi đến sa mạc Mạc Hạ Dị yên tích, thấy những dị tượng quỷ quái vân quanh mình. Trước tiên ông niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm, những ma quỷ đó bị xua đi nhưng không xua đuổi hết được. Khi ông vừa niệm tâm kinh thì lập tức ma quỷ biến mất hết sạch. Lúc này Huyền Trang mới phát hiện ra sự thần kỳ của tâm kinh. Thế là sau này mọi người cho rằng ông lão ăn mày bệnh tật bẩn thỉu đó chính là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Vậy bà lão cứu cậu bé Hàn Tín đó liệu có phải cũng như thế này không? Khả năng chính là như thế. Hơn nữa thời đó cũng tương truyền là cũng không phải sắc thuốc uống mà trực tiếp giã nát. Sau đó bà lão dùng tay lấy nắm cỏ giã nát đó bôi lên các vết thương. Sau vài ngày là vết thương lành, ngay cả các vết sẹo cũng không có. Quả là công hiệu thần kỳ. Xem ra bà lão muốn dùng phương thức này để Hàn Tín ghi nhớ loại thảo dược này, không những giúp ích Hàn Tín trên chiến trường, mà còn lưu lại loài thảo dược quý giá này cho người đời sau. Nó cũng giống như sự ra đời của viên ngọc Bích Hòa Thị, đều là những câu chuyện bi tráng. Như thế người đời sau mới nhận thức được giá trị của nó. Nền tảng lịch sử sâu dày mới khiến người đời sau lĩnh ngộ được những nội hàm thâm sâu mà nó truyền tải. Có thể đó chính là nghiên cứu mối quan hệ giữa trời và con người mà Tư Mã Thiên mong muốn, tức là từ lịch sử của nhân gian để nghiên cứu tìm tòi thiên số, thiên đạo. Năm Hàn Tín 13 tuổi, nước Tần tiêu diệt 6 nước, hoàn thành đại nhất thống và áp dụng chế độ quận huyện. Nước Sở của Hàn Tín cũng thực hiện hình pháp, bách tính nước Sở bắt đầu sống những ngày dễ chịu hơn. Lúc này Hàn Tín cũng đã có thể làm thuê kiếm tiền công rồi. Mẫu thân Hàn Tín vẫn làm những việc lặt vặt cho người ta để kiếm sống. Cuộc sống tuy gian nan nhưng về cơ bản là không còn bị đói nữa. Sau này Hàn Tín lớn lên chút nữa và đã có thể tự vào rừng hái rau dại, đào nấm. Cậu vốn có tài năng võ thuật bẩm sinh, đã luyện được kỹ năng ném đá bắn chim, có lúc cậu đem mấy con chim về đổi lấy thức ăn. Năm 16 tuổi, một lần Hàn Tín vào rừng bắn chim, hái nấm, được một ông lão phát hiện ra. Ông lão này là một cao nhân xuất thế, là truyền nhân của một môn đại đạo, không phải là đại đạo thông thường, không ai biết lai lịch của ông. Ông lão nhìn Hàn Tín, thấy cậu có căn cơ rất lớn, có thể thành tựu quả vị lớn, lại có sứ mệnh lớn, bình định thiên hạ ở nhân gian. nhưng bi kịch cuộc đời quá lớn. Ông lão lại nhìn lần nữa, thấy đứa trẻ này còn có duyên sư đồ với mình, liền gọi Hàn Tín đến hỏi chuyện. Trò chuyện thân quen rồi, ông lão bắt đầu kể chuyện cho Hàn Tín nghe, dạy cậu đạo lý làm người. Hàn Tín chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như thế này nên không muốn rời xa ông lão. Ngày ngày cậu vào rừng, ngoài việc hay nắm bắt chim ra thì còn một lý do khác, cậu luôn háo hức được gặp ông lão. Ông lão vẫn luôn không triển hiện bất kỳ thần tích nào cho Hàn Tín xem. Ông chỉ sử dụng những phương thức bình thường nhất để kiểm tra phẩm hạnh của Hàn Tín. Sau khi đã chắc chắn xác nhận Hàn Tín đã vượt qua được các khảo nghiệm rồi, bèn hỏi cậu có muốn làm đồ đệ của ông hay không. Hàn Tín đương nhiên vui lòng nhận lời, nhưng ông lão có yêu cầu, học môn này phải rời nhà độc tu, giống như là xuất gia vào núi tu đạo, đoạn tuyệt duyên thế tục. Sau khi học thành tựu rồi thì lại có thể nhập thế tục. Hơn nữa, không được đề cập tới sư phụ với bất kỳ người nào, bởi vì sư phụ không nhập thế tục. Hàn Tín đồng ý, trở về nhà nói với mẫu thân là muốn vào núi học đạo. Mẫu thân cũng muốn con trai có tiền đồ nên đồng ý. Thế là Hàn Tín từ biệt mẫu thân, nói rằng học thành công rồi sẽ trở về tìm mẹ, chăm lo nuôi dưỡng mẹ. Trước khi từ biệt, mẫu thân khâu một cái túi vải nhỏ cho Hàn Tín, trong đựng ít tiền và một ít đồ. Hàn Tín lấy số tiền trong túi đó ra và đưa lại cho mẹ và nói, con theo sư phụ học đạo, không dùng đến tiền. Nói rồi, cậu mang theo chiếc túi bên người, đây là tín vật mà mẫu thân trao cho, đem nó bên người giống như mẫu thân ở bên. Nhưng cậu không ngờ, lần chia ly này cũng là vĩnh biệt. Hàn Tín bái sư phụ dạy anh võ nghệ, võ đức, còn dạy anh binh pháp, trận pháp và đạo đức nhà binh. Hàn Tín có ngộ tính vô cùng tốt, học rất nhanh. Sư phụ khi dạy binh pháp chiến trận, còn phải dạy thiên văn địa lý, nắm rõ địa hình các nước. Sư phụ còn đặc biệt chỉ cho anh con đường cổ, trần thương, miêu tả cho anh sông núi, địa hình và môi trường xung quanh. Tất cả những điều này đều yêu cầu anh phải thuộc, ghi nhớ trong lòng. Nếu không thì sau này làm sao anh có thể đến Hán Trung, biết được con đường núi cổ xưa bị bỏ hoang này, bởi vì ngay cả những người địa phương đều không biết. Sau này sư phụ dạy Hàn Tín ngồi thiền luyện khí và những thứ sơ cấp của đạo gia, đặt nền móng cho anh tu hành sau này. Thế nhưng sư phụ không dạy anh những thứ như âm dương thuật số, chỉ dạy anh những thứ hoàn toàn là bản sự của người thường. Hàn Tín học liền 10 năm, sư phụ chọn chính xác thiên thời rồi để anh xuống núi. Năm đó anh 26 tuổi, sau khi xuống núi, Hàn Tín cũng không có công năng siêu thường, tức là dùng nhục thân của con người để đi thực hiện sứ mệnh. Hàn Tín nhà nghèo khổ như thế, không thể nào có tiền đi học. Trong sử sách cũng không đề cập đến sư phụ của Hàn Tín, nhưng bản sự lớn như vậy là do Hàn Tín đã được học như thế. Thế nhưng võ nghệ của Hàn Tín cũng không phải là rất cao cường, vẫn không bằng những tướng lĩnh bình thường, chỉ cao hơn binh sĩ bình thường mà thôi, chỉ đủ để giữ mạng trên chiến trường. Võ nghệ rất cao cũng không được, vì võ nghệ cao thì sát nhân nhiều, cái tâm sẽ trở nên tàn nhẫn. Tâm tàn nhẫn thì dễ sát hại những người vô tội, sau này sẽ khó tu hành. Do đó sư phụ của Hàn Tín chủ yếu dạy anh thiên văn, địa lý, chiến trận. Trước khi xuống núi, sư phụ căn dặn Hàn Tín, sau khi con xuống núi, thời gian làm lính không tính. Tính từ khi bắt đầu làm tướng, chỉ có thể đánh trận 3 năm. Từ năm thứ nhất đến năm thứ hai, được tính là 1 năm. Sau khi đánh trận 3 năm, trước cuối năm thứ tư, con phải quay trở về. Khi đó ta sẽ để con đại đạo cao hơn, nhất định sẽ thành chính quả. Nếu không thì con sẽ không thể thoát thân được, ắt sẽ có cái họa sát thân. Hãy ghi nhớ kỹ, hãy ghi nhớ kỹ. Tại sao sư phụ lại nói những lời này? Bởi vì sư phụ của Hàn Tín thuận ứng với thiên số, nhận anh làm đồ đệ, giúp anh hoàn thành sứ mệnh nhất thống thiên hạ. Nhưng sư phụ không muốn trông thấy bi kịch cuộc đời của Hàn Tín, thực sự là quá bi thảm, nên muốn cải biến kiếp số sau này của Hàn Tín, tức là cải biến số trời. Mặc dù trời định duyên sư đồ của ông và Hàn Tín chỉ có 10 năm, sau đó, Hàn Tín trực tiếp quy về trời quản, không quy về sư phụ quản nữa. Sau này Hàn Tín để lại cho nhân loại căn cơ đạo đức chữ tín, thành tín, tín nghĩa, chính tín, những điều này lại cần Hàn Tín dùng bi kịch cuộc đời để diễn dịch. Sư phụ của Hàn Tín không muốn anh bị rơi vào kết cục bi thảm lớn như thế, và cơ hội duy nhất là sớm quay trở về tu đạo, như Đạo Đức Kinh đã viết, công thành thân thoái, đó là đạo của trời. Nếu Hàn Tín chiều theo thiên đạo đi trên con đường nhân sinh, rút lui kịp thời, quay trở lại tu đạo cùng sư phụ, thì thiên giới cũng không có cách nào tiếp quản Hàn Tín được. Hàn Tín quyết tâm quay trở lại tìm sư phụ thì sư phụ sẽ thay đổi vận mệnh cho anh, còn có thể độ anh người đại căn khí, tu thành chính quả. Như thế sẽ thành tựu một đời hoàn mỹ, như thế tức là sư phụ Hàn Tín sẽ chống lại số trời. Có người sẽ nói, Hàn Tín đánh trận nhiều như thế, giết nhiều người như thế, có thể tu thành chính quả sao? Chiến tranh bình thường, trên chiến trường giết người thì không tạo tội nghiệp, bởi vì đó là thiên tượng dẫn động. Sư phụ của Hàn Tín dạy cũng Hàn Tín rằng, không được sát hại tướng sĩ đầu hàng, không được sát hại bách tính, không được sát hại người vô tội. Cố gắng hết sức sát nhân tối thiểu, có thể không cần sát hại thì không được sát hại, có thể chiến thắng được thì lập tức dừng sát hại. Dùng đức phục thiên hạ, dùng vũ lực để ngăn chặn can qua. Đó chính là đại đức của nhà binh. Cuộc chiến Hán Sở vừa vặn 4 năm, tháng 12 năm thứ tư, Hàn Tín thập diện mai phục tiêu diệt Hạng Vũ, thiên hạ nhất thống. Lúc đó nếu Hàn Tín trở về tìm sư phụ thì đã không xảy ra những bi kịch sau đó. Như thế thì sẽ trở thành một giai thoại đẹp thiên cổ. Vậy tại sao Hàn Tín không quay về tìm sư phụ? Lúc đó, Hàn Tín đã không thể quay trở về được nữa rồi. Ý tứ của sư phụ Hàn Tín không phải là như thế, mà là phải lưu lại Hạng Vũ. Có người hỏi, chẳng phải sau khi tiêu diệt Hạng Vũ, vừa vặn là tròn 3 năm, và vẫn trước cuối năm thứ tư đó sao? Có cao nhân dùng công năng phân tích lời của sư phụ của Hàn Tín, thấy ý tứ của sư phụ Hàn Tín là không muốn để Hàn Tín tham gia trận quyết chiến Hán Sở cuối cùng, vì một khi đã tham gia thì Hàn Tín sẽ không thể nào thoát thân được nữa. Lúc đó thượng giới sẽ tiếp quản Hàn Tín, sư phụ Hàn Tín cũng không thể thò tay vào can thiệp được nữa rồi. Sư phụ Hàn Tín không thể nhập thế tục, cũng không thể hành xử trái với thiên đạo. Cơ hội duy nhất, lối thoát cuộc đời duy nhất của Hàn Tín chính là ở cuối năm thứ tư, đó chính là thời điểm Hàn Tín sắp được thượng giới tiếp quản. Có người nói, cuối tháng 12 năm thứ tư, theo sử sách ghi chép, Hạng Vũ đã bị Hàn Tín tiêu diệt rồi, nếu lúc đó ông công thành thân thoái, chẳng phải cũng bảo toàn được toàn thân mà rút lui đó sao? Sư phụ của Hàn Tín không thể nói trực tiếp ra cái tên Hạng Vũ và Lưu Bang, vì đó là tiết lộ thiên cơ, nên chỉ có thể nghiêm khắc khuyên cáo Hàn Tín rằng, sau khi đánh trận được 3 năm, cuối năm thứ tư, nhất định phải quay trở lại. Ta ở đây chờ con, muộn một ngày cũng không được, nếu không ắt có cái họa sát thân. Hàn Tín cũng đã nhận lời đồng ý. Trước khi đánh trận quyết chiến tiêu diệt Hạng Vũ, thì Hàn Tín cũng đã đến thời gian hẹn ước với sư phụ rồi. Hàn Tín do dự, theo ước hẹn trở về tìm sư phụ hay là đánh xong trận quyết chiến cuối cùng, nếu không thì thiên hạ cũng không thể thái bình được. Hàn Tín đánh thắng trận quyết chiến, vẫn là vào cuối tháng 12 của năm thứ tư, tức là vẫn có thể quay trở về theo ước hẹn với sư phụ, nhưng Hàn Tín lại không quay trở về được, để rồi xảy ra bi kịch thảm họa sát thân, đúng như sư phụ Hàn Tín đã cảnh báo trước. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.